Xin chào, lại là Tô đây. Hôm nay tôi sẽ giải mã cho các bạn về một huyền thoại trên Internet. Một video clip trên YouTube được cho là sẽ khiến người xem tự móc mắt chính mình ra. Một trong những creepypasta được nhiều người biết đến nhất. Mariana Mordegard Glassworth. Tháng 4 năm 2008, một đoạn clip dài 20 giây có tên là Mariana Mordegard Glassworth bắt đầu khuấy đảo cộng đồng YouTube. Được up lên trên channel Owlside ngày 18 tháng 4 năm 2008. Những ngày sau đó bắt đầu xuất hiện những video được biến thể từ clip gốc 20 giây kia. Trong đó có một clip dài tầm 2 phút đi cùng với câu chuyện này. Có một video trên YouTube có tên là Mariana Mordegard Glassworth. Nếu bạn tìm kiếm cái tiêu đề này, bạn sẽ không tìm được gì đâu. Nhưng nếu bạn may mắn thì bạn sẽ tìm thấy trong một số hiếm lần. Những gì bạn thấy là một video 20 giây về một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào bạn, không cảm xúc, và bắt đầu mỉm cười vào 2 giây cuối cùng của video. Không thể xác định được khung cảnh đằng sau của người đàn ông là ở đâu. Đây chỉ là một đoạn ngắn được trích ra từ video gốc mà thôi. Video gốc dài 2 phút và đã bị xóa khỏi YouTube sau khi 153 người sau khi xem video này đã tự móc mắt chính mình ra và gửi chúng qua mail đến trụ sở chính của YouTube tại San Bruno. Người ta cũng nói rằng họ đã tự tử theo nhiều cách khác nhau. Vẫn chưa ai biết được tại sao họ có thể gửi mắt của chính mình đi sau khi đã tự móc chúng ra. Và họ có để lại một dòng ký tự mã hóa mà họ đã tự khắc lên tay. Cho đến bây giờ thì vẫn chưa thể giải mã được. YouTube vẫn để 20 giây đầu tiên của video này trôi nổi trên nền tảng của mình, vì họ không muốn người dùng quá là tò mò đi tìm video gốc và cuối cùng lại upload nó lên lại. Một nhân viên của YouTube đã xem video gốc này. Sau 45 giây thì anh ấy đã hét lên. Sau đó người này phải dùng thuốc an thần liên tục và dường như không thể nhớ được anh ta đã thấy những gì. Có những người khác cũng đã ở trong cùng một phòng với anh ta, nói rằng sau khi anh ấy hét lên thì họ đã vội vàng tắt video đó đi. Bọn họ đều không dám nhìn vào màn hình. Những gì mà họ nghe thấy được là một âm thanh cao độ, giống như là âm thanh phát ra từ mũi khoan vậy. Người dùng tải lên video gốc đã không bao giờ được tìm thấy. Địa chỉ IP của người đó không hề tồn tại và vẫn chưa thể xác định được danh tính của người đàn ông trong video này. Video này nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên các diễn đàn như là 4chan và Unexplained Mysteries. Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra trên Wiki Answers và Yahoo. Có thể nói là lúc đó họ thực sự bối rối và sợ hãi về đoạn clip này. Dude, what the fuck is that? What the hell is this? Câu chuyện này là không có thật. Nó đã được một người dùng trên trang web E-Bombs World làm ra. Trang web này được dùng để chia sẻ những bức ảnh và video clip. Người đàn ông trong clip được xác định tên là Byron Cortez, hiện đang cư trú tại quần đảo Virgin tại Mỹ. Và nếu xem qua trang Facebook cá nhân của ông này, thì ta có thể thấy là ông ấy vẫn còn sống rất là khỏe mạnh. Thậm chí vào ngày 5 tháng 6 năm 2020, ông ấy còn đăng một bức ảnh để ủng hộ chiến dịch Black Lives Matter. Vậy là xong một bí ẩn nữa được giải mã. Nếu các bạn thích video này thì hãy like và subscribe, share nếu bạn cảm thấy bổ ích và thú vị. Hãy cho tôi biết những bí ẩn mà các bạn vẫn đang còn thắc mắc và tôi sẽ cố gắng để tìm hiểu và giải mã chúng cho các bạn. Hẹn gặp lại trong những video lần sau. Xin chào và chúc ngủ ngon.